đã rõ chấn thương của Đình Bắc sau trận thắng U23 Việt Nam trước U23 Coet, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thở phào. Trong bầu không khí sôi động và căng thẳng của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Coet, niềm vui chiến thắng của đội nhà đã phần nào bị lu mờ bởi sự cố không mong muốn xảy ra ngay ở những phút đầu tiên. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, một trong những trụ cột quan trọng của đội tuyển, đã không may mắn khi gặp phải chấn thương sau một pha va chạm mạnh sự kiện này không chỉ làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe của cầu thủ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về sự chuẩn bị và phản ứng của đội ngũ y tế cũng như ban huấn luyện. Phút thứ tư của trận đấu, Đình Bắc trong nỗ lực cản phá một cầu thủ đối phương đã không may bị va chạm, hậu quả là anh tỏ ra vô cùng đau đớn và cuối cùng phải nằm gục trên mặt cỏ. Những hình ảnh Đình Bắc nằm co ro trên sân khiến người hâm mộ không khỏi xót xa sự cố xảy ra quá bất ngờ và chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có thể thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của các cầu thủ và ban huấn luyện. Sự vào cuộc nhanh chóng của đội ngũ y tế là điều cần thiết trong những tình huống như thế này. Đình Bắc đã được hỗ trợ để rời khỏi sân ngay lập tức và chuyển đến bệnh viện để kiểm tra. May mắn thay, sau các bước chụp chiếu và kiểm tra, bác sĩ đã kết luận rằng chấn thương của anh không quá nghiêm trọng. Đình Bắc chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục hoàn toàn Điều này đồng nghĩa với việc anh có thể ra sân trong những trận đấu sắp tới, một tin vui cho U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sau trận đấu đã không giấu được sự nhẹ nhõm khi biết rằng chấn thương của Đình Bắc không quá nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh rằng sức khỏe của các cầu thủ là ưu tiên hàng đầu và ông sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho họ. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự tự hào về tinh thần và sự chiến đấu của đội tuyển dù phải đối mặt với khó khăn ngay từ đầu chấn thương của Đình Bắc đã khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải tính toán lại phương án tấn công cho U23 Việt Nam. Chiến thắng 3-1 trong trận giao quân với U23 Coet giúp U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng D giải U23 Châu Á 2024, đồng thời có lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy nhiên vẫn có những vết gợn và điều đáng lo mà một trong số đó là chấn thương của Nguyễn Đình Bắc. Trần súc sinh năm 2004 được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xếp đá chính trong sơ đồ 3-4-1-2. Với vai trò tiền vệ tấn công, tự do hoạt động sau lưng bộ đôi tiền đạo Nguyễn Văn Tùng và Võ Nguyên Hoàng, khác với vị trí đá tiền đạo lệch cánh để khuế đảo ở đội tuyển quốc gia, vai trò mới mẻ ở U23 Việt Nam cho thấy ông Hoàng Anh Tuấn đặt kỳ vọng cao thế nào vào Đinh Bắc. Chân sút của đội Quảng Nam được đặt vào vị trí dây nối giữa trung tuyến và hàng tiền đạo, với nhiệm vụ gây đột biến, hỗ trợ tuyến giữa luân chuyển bóng, đồng thời xâm nhập vòng cấm để ghi bàn nếu khoảng trống mở ra. Niềm tin của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thực sự quý giá bởi Đinh Bắc đang trải qua quãng trầm ở câu lạc bộ Quảng Nam. Trần Sút 19 tuổi bị huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn chỉ trích về thái độ thi đấu, chịu những đồn đoán về thái độ ngôi sao sau quá trình vươn lên thần tốc ở đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên bỏ qua tất cả, Đinh Bắc vẫn tập luyện với thái độ rất chuyên nghiệp. Ngôi sao sinh năm 2004 vẫn rất giàu khát vọng trong từng buổi tập, thể hiện tốt các bài đối kháng phối hợp một chạm phản công mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt ra. Đình Bắc cũng được ông Hoàng Anh Tuấn động viên, khích lệ qua từng buổi tập. Với chiến lược gia gốc Khánh Hòa, cánh cửa luôn rộng mở, miễn cầu thủ trẻ kịp thời quay đầu. Nếu chơi tốt ở giải U23 châu Á, Đình Bắc sẽ có đà trở lại mạnh mẽ. Đó là sức bật mà sao trẻ giàu triển vọng này cần nếu không muốn trượt dài trên con dốc, để rồi Đình Bắc phải sớm rời sân chỉ sau 13 phút giải bước. Cầu thủ đội Quảng Nam sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng chấn thương, hy vọng sớm trở lại. Thiếu vắng Đình Bắc không khiến U23 Việt Nam nao núng bởi lẽ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có rất nhiều phương án dự phòng. Chiến lược gia 56 tuổi gây bất ngờ khi giữ lại tới 15 cầu thủ tấn công trong danh sách 23 cầu thủ chính thức nhằm xây dựng nhiều hình thù triển khai tấn công khác nhau. Đây là quyết định chuẩn xác khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có phương án khóa lớp hiệu quả khoảng trống mà học trò để lại. Vào sân thay Đình Bắc, tiền vệ Nguyễn Văn Trường đã chơi xuất sắc với đường kiến tạo như đặt cho Văn Tùng ghi bàn mở tỷ số cùng hàng loạt tình huống dây dắt, giữ bóng hiệu quả, góp phần khiến hàng thủ U23 Coet rối loạn. Văn Trường có thể là giải pháp hữu hiệu thay đỉnh Bắc với khả năng cầm bóng, che chắn đã được khẳng định khi bất ngờ được huấn luyện viên Gong Okiun trọng dụng ở giải U23 châu Á 2022. Ngoài Văn Trường, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn nhiều mũi tấn công sáng tạo, đủ sức tạo đột biến như Bùi Vĩ Hào lập cú đúp trong trận ra mắt. Nguyễn Minh Quang, chưa kể Hoàng Văn Toàn, Nguyễn Quốc Việt vẫn đang được ém rất kỹ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang xây dựng một U23 Việt Nam đa diện, không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Không có đỉnh Bắc, hệ thống tấn công vẫn hoạt động hiệu quả với 11 pha giữ điểm và 3 bàn thắng vào lưới U23 COS. Vậy nên trong khi chưa học trò trở lại, có thể tin huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có đủ giải pháp để U23 Việt Nam giữ được quỹ đạo chiến thắng. U23 Việt Nam đã có được khởi đầu thuận lợi ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng thắng lợi 3-1 trước COS 3 điểm trọn vẹn giúp thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tạm thời vượt lên dẫn đầu bảng D khi hơn Uzbekistan ở chỉ số phụ. Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ gặp Malaysia. Chiến thắng này cũng đã giúp U23 Việt Nam tạo nên lịch sử với lần đầu tiên giành chiến thắng ở trận gia quân của vòng chung kết U23 châu Á. Trong 4 lần tham dự trước đó, dù đã vào tới tận trận chung kết năm 2018, nhưng U23 Việt Nam luôn chỉ từ hòa đến thua ở trận mở màn ở lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2016 U23 Việt Nam để thua Jordani với tỷ số 3-1 với bàn thắng duy nhất của Duy Mạnh. Đến vòng chung kết U23 châu Á 2018, nơi đã chứng kiến thành tích vô cùng ấn tượng của U23 Việt Nam là ngôi Á quân, chúng ta vẫn để thua ở trận mở màn. Quang Hải là người ghi bàn mở tỷ số, nhưng Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi đó lại thua ngược Hàn Quốc 1-2. Hai năm sau, U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á ở Thái Lan. Ở trận gia quân, Hoàng Hải và các đồng đội cầm hòa UAE với tỷ số không đều. Tuy nhiên sau đó U23 Việt Nam vẫn bị loại ở vòng bảng dù đang là đương kim Á quân khi hòa tiếp Jordani và thua Triều Tiên. Vòng chung kết U23 châu Á 2022 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gong Okyun, U23 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa U23 Thái Lan ở trận gia quân với tỷ số 2 đều đầy kịch tính. Sau đó U23 Việt Nam vượt qua được vòng bảng và giành quyền vào chơi ở tứ kết trước khi bị Ả Rập Xê Út loại. Thắng lợi trước U23 Kuwait đã giúp U23 Việt Nam tự tin hơn trước hai trận đấu còn lại ở giai đoạn vòng bảng. Đáng tiếc, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ Ngọc Thắng sau khi hậu vệ này nhận thẻ đỏ trực tiếp trước Kuwait. Đêm 17 tháng 4, U23 Việt Nam đã xuất trận tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 gặp U23 Kuwait. Những diễn biến khó lường liên tiếp xuất hiện khi các cầu thủ trẻ hai bên chiến tuyến quá khát khao khẳng định mình. Trước U23 S được đánh giá là đối thủ vừa sức, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra sân đội hình xuất phát 3-4-3. Thủ môn Quan Văn Chuẩn, bộ ba trung vệ Duy Cương, Lê Nguyên Hoàng, Ngọc Thắng, bộ tứ tiền vệ Hồ Văn Cường, Thái Sơn, Minh Khoa, Văn Khang, bộ ba tiền đạo Võ Nguyên Hoàng, Văn Tùng, Đình Bắc. U23 Việt Nam nhập cuộc không tốt và hàng thủ đối mặt với nhiều khó khăn khi đối mặt với sự năng nổ, kỹ thuật và tốc độ của Moat An Energy số 20. Ngay từ phút thứ 3, Trần Sút Sanman An Awadi số 9 đã có cơ hội giữ điểm nhưng bóng đi chạch cột dọc khung thành thủ môn Văn Chuẩn. Những diễn biến trong khoảng thời gian sau đó của trận đấu mang rất nhiều dấu ấn của tuổi trẻ. Họ có thừa nhiệt huyết nhưng lại thiếu sự khôn ngoan, tỉnh táo. Đầu tiên là pha soạc bóng quyết liệt không cần thiết của Đình Bắc ở giữa sân đối với Moat An Energy khiến chính anh bị đau và phải rời sân phút 12 nhường chỗ cho Văn Trường. Phút 15, một pha bóng bi hài xuất hiện khi Võ Nguyên Hoàng truyền tinh tế cho Văn Tùng và Văn Khang có cơ hội thoát xuống xâm nhập vòng cấm. Nhưng thay vì quan sát và nhường nhau, cả hai đều nỗ lực dứt điểm và đá trúng nhau cùng bị đau bỏ lỡ cơ hội. Phút 29, đến lượt cầu thủ U23 Coet Maxellum, Ibrahim Kamen số 7 trong một pha tranh chấp đã đạp vào đùi Văn Khang. Trong tay chính người Qatar, Abdullah Almari ban đầu không quan sát được và đã bỏ qua, nhưng va đã vào cuộc. Trong tay xem màn hình và đã rút thẻ đỏ trực tiếp chốt quyền thi đấu của Ibrahim Kamen. Ưu ừ thế hơn người đã được U23 Việt Nam cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Văn Tùng sau khi nhận đường truyền đẹp của Võ Nguyên Hoàng, phá bẫy Việt vị thoát xuống đối mặt hạ thủ môn Abdulrahman Majuk phút 45 cộng 2. Vào thời điểm tưởng như mọi thứ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của U23 Việt Nam thì chỉ sau đó một phút, trung vệ Ngọc Thắng tỏ ra quá non nớt khi phạm lỗi rất thô kéo Abdul Rahman Karam số 11 trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời pha thẻ vàng Ngọc Thắng. Nhưng thế chưa đủ, và lại vào cuộc, trọng tài cân nhắc vài phút khi xem màn hình va trước khi quyết định thay đổi tấm thẻ vàng bằng thẻ đỏ khi nhận định Ngọc Thắng đã phạm lỗi ngăn cản một bàn thắng rõ ràng. Mọi thứ thay đổi quá chóng mặt, U23 Việt Nam từ thế hơn người, dẫn trước bỗng bị gỡ hòa một đều. Salman Al Awadi thực hiện thành công quả phạt đền cho U23 Coes phút 45 cộng 7 và cũng mất luôn ưu thế hơn người. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đưa ra liền ba sự thay đổi người để tạo sự cân bằng giữa công và thủ cho U23 Việt Nam. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Minh Quang, trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng vào thế chỗ Văn Tùng, Võ Nguyên Hoàng, Văn Khang. Thay người đổi vận, U23 Việt Nam lập tức nhận quà phút 47. Thủ môn Abdulrahman Majok mắc sai lầm để mất bóng và Vi Hào lập tức có mặt trước cơ hội đá bóng vào lưới chống nâng tỷ số lên 2-1. Phút 55, U23 Việt Nam một lần nữa đưa được bóng vào lưới U23 Coet sau cú sút của Minh Khoa. Tuy nhiên sau khi tham khảo va, trọng tài đã không công nhận bàn thắng và bắt lỗi Việt vị Thái Sơn ở tình huống chạm bóng trước đó. Nhưng một số cổ động viên Việt Nam có mặt trực tiếp trên khán đài sân Anjanup cũng không phải chờ lâu để ăn mừng bàn thắng thứ ba. Thái Sơn chuyển bóng rất hay từ giữa sân cho Bùi Vĩ Hào thoát xuống xâm nhập vòng cấm giữ điểm treo góc, hoàn thành cú đúp cho riêng mình, gia tăng cách biệt 3-1. Những phút còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam chơi tự tin hơn, cầm bóng chắc chắn để về đích an toàn với chiến thắng chung cuộc 3-1, giành chọn 3 điểm quan trọng ở trận gia quân. Với kết quả này, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng D với 3 điểm, cùng bằng điểm với U23 Uzbekistan đã thắng U23 Malaysia 2-0 nhưng ghi nhiều hơn một bàn thắng. Vào 20 giờ ngày 20 tháng 4 tới, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng D.